6, tuần 9 thường niên. Marco 12, 35 đến 37. Chúa Giêsu vừa là con, vừa là Chúa của David. Chủ đề: Chúa Giêsu là vua. 1. Lời Chúa. Khi giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu lên tiếng hỏi: Sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua David? Chính vua David, được Thánh Thần soi sáng, đã nói: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi, bên hữu cha đây, con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, cha sẽ đặt dưới chân con. Chính vua David gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì Đấng Kitô lại là con vua ấy thế nào được? Đám người đông đảo nghe Đức Giêsu cách thích thú. 2. Suy niệm. Lời Chúa hôm nay nêu lên cho chúng ta hai điều. Thứ nhất, Chúa Giêsu là vua. Khi đặt câu hỏi, sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua David, câu 35, Chúa Giêsu xác nhận Ngài là vua, và chính trên thánh giá Ngài đăng quang như một vị vua. Thứ hai, Chúa Giêsu là vua theo nghĩa nào? Ngài không là vua theo lối cha truyền con nối. Ngài cũng không là vua theo nghĩa chính trị. Ngài là vua tình thương, là đấng cứu chuộc loài người. Ngài là vua phục vụ đến cùng. 3. Bài học: Hãy phục vụ và hy sinh đến cùng như Chúa Giêsu. 4. Sống đạo, môn đệ Đức Kitô. Ai muốn làm môn đệ Chúa thì phải hy sinh mình vì người khác. Junan, người sáng lập Hội Hồng Thập Tự và là người đầu tiên được giải Nobel Hòa Bình, đã sống những ngày cuối đời trong nghèo hèn và bị quên lãng. Khi ông qua đời, người ta đọc thấy trong chúc thư: Hoặc tôi là môn đệ Đức Kitô, hoặc tôi không là gì hết. Từ một thương gia giàu, với tham vọng kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, Junan đã đánh đổi tất cả để được trọn vẹn thành môn đệ Đức Kitô qua công tác phục vụ người nghèo. 5. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận ra Ngài là vua muôn loài. Ngài là vua phục vụ con người, là vua ngự trị các tâm hồn. Xin Chúa đến ở trong lòng chúng con, để hướng dẫn cuộc đời chúng con. Amen.